quay trở lại với Đi Ngoan Chi của Bắp TV. Hiện tại thì mình đang ở Thái Lan. Mình đùa đấy. Mình hiện tại thì mình đang ở Huế. Mình đang ở một ngôi chùa có lối kiến trúc giống như là của kiến trúc Phật giáo Thái Lan. Ngôi chùa này tên gọi là chùa Thiền Lâm. Chắc hẳn các bạn sẽ tò mò đường đi đến ngôi chùa này chứ gì. Vậy thì các bạn hãy theo dõi tiếp video để xem đường đi đến ngôi chùa này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đi từ đường Điện Biên Phủ nhé. Các bạn cứ đi thẳng theo đường Điện Biên Phủ. Cách cái đèn xanh đèn đỏ này khoảng thêm 900 hay đến 1 km nữa. Thẳng nào, tiếp nào. Stop. Khi các bạn thấy cái biển Sơn Pot thì các bạn phải rẽ phải. Đi thẳng, ok. Rẽ trái. Đi thẳng 500m nữa thì các bạn sẽ đến ngã tư. Các bạn hãy dừng lại ở ngã tư đấy để quan sát. Đấy, ngã tư đấy. Trái hay phải? No, yes. Rồi, các bạn cứ đi tiếp nào. Ở đây các bạn sẽ thấy một biển chỉ dẫn vào chùa Thiền Lâm. Các bạn hãy đi theo biển chỉ dẫn đó nhé. Ok, đã đến chùa rồi. Các bạn cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp Thái Lan tại ngôi chùa này nhé. Through the highway.
video này của mình. Các bạn thấy video này hay thì nhớ nhấn like và share cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình nhé. Khoan khoan, còn nữa, các bạn hãy nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những video của mình nhé.